Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại thì đang xuất hiện trên đường Thái Học này. Khung giờ là 2 giờ hơn nha mọi người, gần 2 giờ 30 á. Hôm nay là chủ nhật ngày 9 tháng 6. Hôm qua thì mới có chương trình bắn pháo hoa xong, kích cầu du lịch Bình Định xong. Đã tối thì chắc là sẽ có nhiều bạn đã quay video up lên trên Facebook, trên TikTok, YouTube rồi mọi người. Còn hôm qua thì đi về quê không có quay được cảnh nào hết. Hôm nay lại thiếu video để đăng nữa rồi. Thế là chúng ta lại được dịp đi dạo lại con đường quen thuộc. Thật ra lâu lắm rồi con đường này thời điểm thì đi quay nó đông á, không có dám chạy quay con đường này. Bây giờ hôm nay là ở thời điểm này cho nó bánh rồi quay. Thật ra nó sẽ có nhiều cái cách nhìn mới. Mặc dù đông đúc nhưng mà có một cảm giác nó rất là yên bình và nhẹ nhàng không mọi người. Hôm trước thì đi bay chủ yếu chúng ta sẽ xem được các cái mặt bằng như thế nào. Ở đây hôm nay không chuyên tâm về cái mặt bằng cho thuê, thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là qua cái thời gian đi lại cũng như là quay sát đó, thì phát hiện ra là cái mặt bằng cũng không thay đổi nhiều, thế là thuê mới cũng không nhiều, mà trả bớt thì nay cũng giảm rồi, không còn mỗi ngày một phép như trước đây nữa. Thời tiết hôm nay thì có nhiều mây nhưng mà có lẽ là sẽ không mưa. Theo dự báo thời tiết thì ở Bình Định sẽ có nhiều nơi mưa, nhưng mà Quy Nhơn thì chưa thấy. Đợt và nay mùa hè ở các tỉnh miền Trung nói chung và Bình Định Quy Nhơn nói riêng thì sẽ có nhiều sấm chớp của mình, nên khá là nguy hiểm. Phía trước chúng ta là tòa nhà Grand Center nha mọi người. Thường thì sẽ quy lễ các cái video riêng về cái tòa nhà này. Hôm nay sẵn tiện đi qua đây thì nếu mà mọi người quan tâm về Quy Nhơn thì chúng ta cập nhật luôn tiến độ của Grand Center. Vì thấy nó vẫn không có xây dựng lên nhiều nên cũng không thể chia sẻ gì nhiều hơn quá. Vậy à mọi người, không xây thêm nha. Đang đi trên cung đường Tất Thành, đi dạo mát thì những cung đường này nó rộng rãi, cây xanh nhiều, đi rất là thích. Quy Nhơn mùa này thì thêm khoảng nửa tháng nữa chúng ta sẽ có những trái trà lại chín, thì ăn nó cũng lạ lạ miệng á mọi người, nhưng mà nó sẽ không ngon khi mà mọc ở quê hương của nó nha. Hột nó rất là to, còn cơm thì khô và mỏng, giống là vui vui thôi chứ không ngon. Nhưng mà tới khi chín á thì rất là nhiều bạn trẻ cũng như là cư dân Quy Nhơn á sẽ dành thời gian để chúng ta đi đi hái, khá là thú vị. Ta sẽ dùng cái bao ở dưới và lấy cái cây chọc lên bên trên hứng lại, trời vui lắm.
Ok, chúng ta sẽ rẽ qua cập nhật tiến độ của giờ selling luôn nha mọi người. Hôm nay là ngày mùng 9 thì cũng là ngày cuối cùng của giải Stepson này. Không biết là buổi chiều ở dưới đó có diễn ra cái trận đấu không? Lát nữa mình sẽ chạy qua thử. Sau khi cập nhật xong tiến độ của giờ selling này nha. Selling này thì nằm ở cái vị trí là nút giao giữa Vũ Bảo và Lê Dũng nha. Ngay ngã tư của Trần Thị Kỷ, Diên Hồng, Lê Dũng luôn. Và vị trí phải nói là siêu đắc địa phía sau Phố Mát Quy Nhơn. Hiện tại đang mở bán lại tàu A nha mọi người. Còn tàu B thì đã cắt nóc xong rồi. Ai muốn mua thì vẫn có thể liên hệ mua. Chính sách thì đây cập nhật ở nhiều cái video trước rồi, nên ai quan tâm thì bây giờ chúng ta liên hệ với số điện thoại 0902088277, hoặc là chúng ta có thể tìm kiếm vào những video trước để nó có thể ra được cái chính sách nha. Bây giờ tự nhiên đang chạy xe mà biểu nhớ hết cái chính sách thôi rồi ạ. Tại nút giao giữa Lê Dũng và Vũ Bảo này, phía trước là chợ Đêm Quy Nhơn. Giờ là bắt đầu vào hành gian đã rồi, chuẩn bị tối là chuyển thôi. Đấy, ok, nói chung là vẫn đang xây nhiệt tình ở toa A này. 26, 27, 28, 29, đang lên tầng 29 nha. Nhanh. Bên này 36 tầng thôi, bên này 29 rồi thì nhanh lắm. Bên kia 40. Hiện tại có chính sách chia sẻ doanh thu khá là ok. Đấy, của một cái đơn vị vận hành. Tên hơi khó đọc, mọi người thông cảm nha. Đọc sai nó cũng dở, nó không đọc. Thế nhưng mà đơn vị vận hành quốc tế. Chính sách chiến khấu thì lên trên 20% á mọi người. Ổn quá trời ổn. Đó, cái sân khấu tối qua đông nghịt người á, bây giờ đã chuẩn bị được tháo dỡ rồi. Lúc nãy mọi người đi ở nút giao giữa Nguyễn Tất Thành và Trần Thị Kỷ á, cũng thấy được cái băng rôn giới thiệu về chương trình ngày 8 tháng 6 á. Thì đây nè, nhưng bây giờ tạm thời hả? Gỡ xuống rồi. Ok, thầy xin phép dừng video ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại ở video sau. Đó, tại vì di chuyển qua cái ngã 6 này nó hơi nguy hiểm nên mình phải cắt video thôi. Đây là góc nhìn về tòa selling nha mọi người.